Sau hơn một tháng chính thức được nâng cấp, khán đài CD đã được đổ dầm xử lý phần sụt lún. Theo đề án chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31, sân vận động Mỹ Đình sẽ được giao tổ chức lễ khai mạc môn điền kinh và vòng bán kết, chung kết môn bóng đá nam tại đại hội. Theo đề án, kinh phí tổ chức dự kiến cho SEA Games 31 là 980,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách chi 600 tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa 4 cụm công trình phục vụ SEA Games 31 là sân Mỹ Đình, cung thể thao dưới nước Mỹ Đình, trường bắn nhổn và đường đua xe đạp tại Hòa Bình. Sân vận động Mỹ Đình được đưa vào sử dụng từ SEA Games 2003 với chi phí xây dựng gần 53 triệu đô. Sân có sức chứa hơn 40.000 chỗ ngồi với 4 khán đài. Theo dự kiến ban đầu, sân Mỹ Đình sẽ được sửa chữa để chuẩn bị cho việc tổ chức SEA Games 31 với kinh phí khoảng 150 tỷ. Tuy nhiên hiện nay, sân mới chỉ xử lý phần chống sụt lún ở khu vực khán đài CD. Sẽ ưu tiên trang thiết bị cho phần mặt sân điền kinh, bể bơi, hệ thống đồng hồ điện tử cho điền kinh và bơi lội. Đó là những trang thiết bị bắt buộc phải có. Hệ thống phòng chức năng, ghế quanh khán đài. Thứ ba, trước đó, khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp kinh phí để chống sụt lún ở khu vực khán đài C và D. Đây là những khu vực được xây trên nền đất yếu nên bị sụt lún rất nhiều. Hiện nay, nhà thầu cũng đang tiến hành thi công hạng mục này. Hiện nay đang chờ chính phủ phê duyệt đề án để hoàn thành việc sửa chữa tiếp các hạng mục để chuẩn bị cho SEA Games 31. Như vậy, sân vận động Mỹ Đình sẽ được chú trọng đầu tư cho hệ thống cho sân phục vụ điền kinh và cải tạo các phòng chức năng là chính. Theo tính toán, để có thể sửa chữa, nâng cấp cơ bản các hạng mục tại khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình cần nguồn kinh phí khoảng 400 tỷ đồng. Và đề xuất nâng cấp sân Mỹ Đình từ 40.000 lên 60.000 chỗ ngồi thì còn phụ thuộc nhiều vào kinh phí nâng cấp và sửa chữa. Do đó, phần sân được giữ nguyên 40.000 chỗ ngồi để phục vụ SEA Games 31 sắp tới đây. Tiếp theo hạng mục sửa chữa này thì công tác nâng cấp sẽ được thực hiện. Dự kiến toàn bộ phần ghế ngồi, các phòng chức năng cũng được sửa chữa lại. Ngoài ra, các trang thiết bị điện tử cũng được thay thế bởi sau 17 năm hoạt động, chúng cũ rồi và cũng không đảm bảo phục vụ sự kiện lớn được nữa. Hiện trạng mặt đường pitch và mặt sân cỏ sân Mỹ Đình thì cũng đang khá là tốt sau đợt đại tu vào năm ngoái, đảm bảo công tác tổ chức các sự kiện lớn trong tương lai. Hai khán đài CD thì cũng được giữ nguyên sức chứa thay vì mở rộng thêm một tầng như là nhiều dự đoán trước đây. Lý do thì liệu có phải do sân được xây dựng trên nền đồng trũng hay là móng không đủ vững chắc để đỡ thêm một tầng nữa cho khán đài CD hay không đây? Và cái này thì chắc là ai có chuyên môn về lĩnh vực này thì mọi người có thể để lại bình luận của mình. Nói tới đây thì hẳn là các bạn luôn theo chân đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ thắc mắc rằng là thế thì việc sửa chữa sân Mỹ Đình có ảnh hưởng gì tới vòng loại World Cup 2022 của tuyển quốc gia hay không? Cái này thì các bạn hoàn toàn yên tâm ạ. Theo lịch thi đấu dự kiến, thầy trò ông Park sẽ có một trận vào tháng 3 năm 2021 nhưng mà chúng ta đá tại Malaysia. Còn tới tháng 6 năm 2021, tuyển chúng ta mới trở lại sân Mỹ Đình tiếp Indo trước khi mà chúng ta hành quân đến Tây Á làm khách trên sân UAE. SEA Games 31 thì đang đến gần rồi và ngoài sân vận động Mỹ Đình thì cũng còn nhiều công trình khác phục vụ đại hội thể thao nữa. Có ai thắc mắc là việc chuẩn bị tới đâu không ạ? Theo đề án tổng thể chuẩn bị cho SEA Games 31 thì ngoài sân vận động Mỹ Đình còn có 3 công trình hạng mục cần sửa chữa, cải tạo, đó là cung thể thao dưới nước thuộc khu Liên hợp Thể thao Quốc gia, trường bắn tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, nhà thi đấu Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Dự kiến là qua Tết Nguyên đán năm nay bắt đầu việc tiến hành sửa chữa nâng cấp. Ngành thể thao cũng gấp rút để triển khai các hạng mục này để sẵn sàng cho đại hội. Còn một sự kiện nữa đang được ngóng đợi mà cũng rất gần thôi. Đó chính là trước đúng một năm diễn ra SEA Games 31, nước chủ nhà Việt Nam tổ chức lễ đếm ngược trong chương trình khởi động cùng SEA Games 31. Chương trình diễn ra vào sáng ngày 21 tháng 11 năm 2020 tại tượng đài Lý Thái Tổ Hoàn Kiếm Hà Nội. Chương trình này nhằm khởi động chiến dịch tuyên truyền quảng bá SEA Games 31 và Paragame 11. Thông qua đó thì sẽ nâng cao nhận thức của nhân dân, tăng cường huy động nguồn lực, sự ủng hộ của toàn xã hội phục vụ công tác tổ chức đại hội. Ngoài hoạt động quan trọng đó là kích hoạt đồng hồ đếm ngược 365 ngày nữa đến SEA Games 31, khởi động cùng SEA Games 31, chương trình giới thiệu bài hát của đại hội, công tác chuẩn bị của nước chủ nhà, địa điểm thi đấu, khách sạn, cuộc thi logo, linh vật v.v. Với mình thì điều mong chờ nhất chính là bài hát chủ đề của đại hội. Âm nhạc thì luôn là không biên giới đúng không ạ? Và hy vọng rằng là bài hát chủ đề sẽ làm nổi bật lên tinh thần yêu thể thao của người Việt Nam và cổ vũ tinh thần cho tất cả các tuyển thủ tham dự. SEA Games 31 thì đang tới rất là gần và có bạn nào muốn cháy hết mình cùng với cầu thủ quốc gia tại chảo lửa sân vận động Mỹ Đình? Hy vọng rằng là sân Mỹ Đình của chúng ta sẽ làm nên lịch sử ở kỳ SEA Games này. Chúng ta hãy cùng nhau tin tưởng và chờ đợi.
Cứ nói tới bóng đá thì Thiết nghĩ thì lại thấy hừng hực khí thế đúng không? Anh em Bắc Trung Nam hãy comment giao lưu trước thềm SEA Games 31 nhé. Và tất nhiên đừng quên like, share, đăng ký kênh để cổ vũ động viên cho chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.